anh khôi xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya quý vị và các bạn thân mến trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay anh khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện mẹ chồng cay nghiệt của tác giả trần nguyệt ánh hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị đừng quên ấn like đăng ký kênh cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Cái dép mùa đông ùa về len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng trọ vốn tuềnh toàn, ẩm thấp, ngột ngạt, bí bức tồn động của tiết trời mùa hè còn chưa loãng. Vậy mà mới chỉ qua một đêm, thời tiết đã biến chuyển rõ rệt. Từ chiều qua, Thoàn đã nhận trên cây bảng ứa máu cây xoan duy nhất mọc ở góc vườn cuối dãy nhà trọ đã đồng loạt chút những chiếc lá vàng cuối cùng. Chỉ còn lại những cành cây gầy guộc run lên trong gió. Gió đêm nay giật mạnh, len lỏi vào cào xé từng tế bào thớ thịt khiến Thoan không sao chợp mắt được. Thoan sợ cảm giác này, nhất là khi đông về kéo theo nỗi ám ảnh đeo bám người đàn bà bất hạnh đã hơn 10 năm trời và có lẽ cả cuộc đời này không bao giờ thoát khỏi. Thoan ước giá thời gian là một cục tẩy có thể xóa nhòa đi hết những đớn đau trong lòng người. Thoại vừa rời khỏi căn nhà trọ, khép đôi mắt đẫm ướt. Thoan còn nghe rõ tiếng chân Thoại lê bước nặng nề nơi đầu ngõ. Hay là tiếng chống ngực mình liên thanh Thoan cũng không rõ nữa. Tại sao Thoan lại cứ phải gồng mình lên như thế? Tại sao Thoan không thể vượt thoát chính mình? Trái tim Thoan vừa run lên khi Thoại đặt nụ hôn nóng bỏng trên môi cô vòng tay siết chặt như hai gọng kìm. Thân hình vạm vỡ của người đàn ông kém cô hai tuổi đầy ma lực khiến thoan mềm nhũn và tan ra trong vòng tay anh đấy thôi. Những tưởng tình yêu sắp cập bến thì thoan vùng vẫy khỏi anh khiến thoại hững hụt. Phải mười năm, đúng là mười năm, thoại đã âm thầm theo đuổi chờ đợi. Thoại tin rằng, với lòng kiên trì và trung thủy của mình, tình yêu sẽ mỉm cười với anh thoại cảm nhận rõ mồn một trái tim thoan run lên cùng hòa nhịp với con tim của anh ánh mắt thoan nồng nàn tha thiết thánh thiện nhưng tại sao thoan lại lẩn trốn mãi tình yêu của anh thoan không dám đối diện với chính mình gió lùa vào căn phòng hẹp cũng không làm tan đi cái mùi đàn ông ngập tràn dâng lên trong lòng mà thoan tưởng như đã mất đi từ mười mấy năm trước tiếng nói của thoại hơi thở gấp gáp của anh và những nụ ngọt ngào cháy bỏng của thoại vẫn quyện đặt trong căn phòng này trái tim thoan giờ vẫn thổn thức khi cơn mưa hôn vừa dứt thoại nhìn thẳng vào mắt thoan cô lại trào nước mắt giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má dám nắng đã được thoại lau bằng nụ hôn nồng nàn bất tận em nói đi tại sao tại sao chúng ta lại không thể đến được với nhau thoan cứ mặc cho thoại tự đối thoại với lòng mình cứ như thể tình cảm của anh đã dồn nén bao nhiêu năm nay được cơ hội bật ra tuôn trào thác lũ đã nhiều lần thoại ngỏ lời nhưng trước sự cứng rắn của thoan thoại không dám hành động bất cẩn khi bày tỏ tình yêu của mình với thoan đối với thoan lúc nào anh cũng ý tứ giữ một khoảng cách nhất định nhưng hôm nay là sinh nhật anh chiều nay thoan đã nhắn tin chúc mừng Nhẽ ra anh là người được nhận hoa và lời chúc thì anh lại đi làm cái điều ngược lại. Thoại mua một bó hoa hồng rõ to và vài món đồ ăn nhẹ đến phòng trọ của Thoan để được nhận lời chúc mừng sinh nhật khiến Thoan vô cùng ngạc nhiên. Điều gì đến sẽ đến. Biết là như vậy nhưng Thoan không thể vượt ngưỡng, không thể vượt thoát chính mình để đón nhận tình yêu của Thoại. Thoan vùng với khỏi thoại khi nụ hôn của anh đang tràn cháy trên môi mình khiến Thoan tan ra trong vòng tay anh để rồi giờ đây lòng cô như bão. Nhận lời yêu thoại ư, cũng là đồng nghĩa với việc cô theo trai, lăng loàn, giết con mình theo phán xét của chồng và mẹ chồng cách nay 10 năm trước. Đó chính là rào cản lớn nhất đối với tình yêu mà Thoan không thể vượt qua. Cơn ác mộng trong đêm mùa đông năm ấy là một vết thương âm ỉ kéo dài đeo bám không rời xa Thoan giây phút nào thì làm sao có thể gạt bỏ mà đến với tình yêu. Thoan của hơn 10 năm về trước là người con gái có nhan sắc, niềm mơ ước của bao chàng trai nhưng Tiên lại lọt vào mắt của Thoan. Tiên là một chàng trai hiền lành, chất phác, siêng năng, Tiên hơn Thoan 6 tuổi, học xây dựng ra trường xin việc hợp đồng ở gần nhà thỉnh thoảng có công trình của người quen thì anh được mời đi làm xa theo chủ thầu thoan học sư phạm mầm non ra trường đã hai năm nhưng cũng chưa xin được việc làm cũng vì sự mặc cảm nhà nghèo đũa mốc không dám tròi mâm son nên thoan đã từ chối tất cả những đám con nhà giàu có vì nghĩ rằng gia cảnh mình không môn đăng hộ đối ngày tiên đưa thoan về ra mắt gia đình thoan như con mèo ngoan ngoãn theo tiên về nhà. Sau lời chào hỏi mẹ tiên, thoan nhận được một số câu hỏi thăm về gia cảnh. Ngồi nói chuyện với thoan, mẹ tiên luôn ném những ánh nhìn rắn như trì về phía mình, kèm theo những lời khen con trai bà không ngớt. Đã nhiều lần nghe tiên kể về gia đình, thoan chỉ hình dung mẹ tiên là người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính. Nhưng khi đối diện với chính bà, Thoan nhận ra bà là người quyền lực nhất trong ngôi nhà này. Trong lúc rửa chén dưới bếp, Thoan còn nghe tiếng mẹ Tiên nói với bà dì vừa đến chơi, đanh thép, người ngợm, dáng dấp cũng được, chỉ chê mỗi cái lưỡng quyền sát chồng. Có nghề ngỗng gì không chị? Ôi dào cô nuôi dạy trẻ, nhưng nào đã được đi dạy ngày nào? Những câu nói chát chúa như dao ấy bà cố tình phóng xuống bếp để Thoan nghe được từng đợt sóng gợn buồn nối tiếp khiến thoan lo lắng những điều vẩn vơ sau lần về ra mắt ấy tiên đến nhà thoan thưa dần sự nhạy cảm của người con gái như báo trước cho thoan về tình yêu có điều gì bất chắc một buổi chiều muộn tiên đội mưa đến nhà thoan và đề xuất với thoan việc cho gia đình bên đó xin phép được dạm ngõ khiến thoan vô cùng bối rối anh đã nghĩ kỹ chưa chúng mình đã yêu nhau mấy năm rồi em nghĩ tình yêu chưa đủ chín để đi đến hôn nhân hay sao nhưng nhưng mà sao bố mẹ anh có đồng ý cho chúng mình đến với nhau hay không sao em lại nghĩ vậy thì thoan đang định nói điều gì đó nhưng rồi cô lại im lặng lẽ ra nhận được lời ngỏ như thế này thoan phải vui nhưng tại sao cô lại rừng dưng lo lắng tiên cảm nhận được con tim người yêu đang trao đảo anh siết chặt bàn tay cô rồi ôm ghi vào lòng để trái tim người con gái lần đầu biết yêu lại rung lên thổn thức em lo lắng điều gì sao có anh ở bên đây rồi còn nghĩ ngợi điều gì nữa em chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này em nói gì em không yêu anh sao em muốn ổn định công việc rồi hãy tính chuyện lập gia đình thôi nào em yên tâm chẳng lẽ anh và bố mẹ không lo được cho em hay sao hãy nghe lời anh đừng bướng bỉnh như thế lỡ hết kế hoạch cho tương lai bây giờ có em ở bên anh mới yên tâm mà công tác chứ vệ tinh nhiều quá anh đi làm xa làm sao mà bảo vệ tình yêu của mình được nói đoạn tiên lại ôm thoan vào lòng vỗ về an ủi tình yêu của tiên dành cho thoan chân thành Thoan hiểu và tin tưởng anh hoàn toàn. Thoan phó mặc mọi quyết định cho tiên đồng nghĩa với việc thoan để cho tiên định đoạt đời mình. Lời nói rất giả của tiên như trận mưa rào đã phần nào làm dịu đi những lo lắng lửa cháy trong lòng thoan bấy lâu nay. Cả tuần nay thoan nhận việc may quần áo tại nhà cho một cơ sở may mặc. Công việc mới khiến thoan quên mất nay là ngày thứ mấy không gặp tiên. Vừa đi giao hàng cho chủ xưởng, Thoan nhận được cuộc điện thoại của bạn cô gọi, giọng gấp gáp. Cậu ra bệnh viện Hòa Bình ngay. Tiên nguy kịch. Thoan chưa định thần chuyện gì đang xảy ra thì Hoa cúp máy. Chèo vội lên chiếc xe máy cũ, Thoan phóng thẳng đến bệnh viện và tìm gặp Tiên. Không ngờ Hoa đã đứng chờ sẵn nơi cổng. Hoa và Thoan ngày trước học cùng trường, cả hai đều yêu Tiên nhưng Tiên thì chỉ yêu mỗi mình Thoan vừa lên đến đầu cầu thang tầng 2 của khoa cấp cứu, Thoan và Hoa khựng lại khi nghe mẹ Tiên đang nói chuyện với một người thân. "Khổ thân thằng bé, tôi nào nghĩ đến cơ sự này, sao nó lại dại dột như thế? Nó mà có mệnh hệ gì làm sao tôi sống nổi? Chúng nó yêu nhau, quyết chí lấy nhau thì bà cấm cản làm gì? Sướng khổ nó chịu, hạnh phúc nó quyết." "Vậy là không phải anh ấy bị điện giật như lời Hoa nói." hai đứa cùng nhìn nhau sững sờ trái tim cô như có ai bóp nghẹt thoan đã khuỵu xuống khi nghe câu nói của mẹ tiên may mà nguồn điện đó không cao lắm khi tôi vừa bảo nó chọn tôi hoặc là con bé đó thì nó giật ngay cái dây điện xuống và quàng vào cổ như thế chưa cưới mà đã hại chồng như thế gì bảo sao mà tôi chấp nhận được thoan không đủ bản lĩnh bước những bước tiếp theo để tiến lại căn phòng nơi tiên đang đau đớn nằm trong đó lời nói của mẹ tiên đã xoắn chặt lấy tâm can cô lòng như rào cắt chưa bao giờ thoan yêu tiên như lúc này cô cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này muốn tàng hình như một phép màu xuyên qua bức tường kia để được vào bên cạnh tiên mà không có sự chứng kiến của mẹ anh thì tốt biết bao giờ mà tiến thêm bước nữa hoan sẽ đối diện với một sự trừng phạt vô cùng khủng khiếp từ mẹ anh khác nào một cơn gió tạt qua đám cháy đang bừng lửa đám cưới của chàng kỹ sư xây dựng và cô giáo mầm non được tổ chức nhanh gọn tại một nhà hàng nhỏ ven huyện khách khứa của cô dâu chú rể cũng hạn chế phía nhà gái mẹ cô dâu mặt buồn rười rượi khả năng bà dự cảm được điều con mình sẽ phải trải qua trong những ngày sắp tới khi nãy đứng ở phía sau nhà hàng nghe được câu chuyện của bà thông ra với người thân khiếp không ưa con dâu mà sắm cho cái kiềng to thế vàng giả đấy thật đầu ra tưởng bở yêu nhau củ ấu cũng tròn ghét nhau quả bồ hòn cũng méo biết mẹ chồng không ưa mình nhưng vì tình yêu của tiên quá lớn khiến thoan bỏ qua mọi xét nét và cố gắng vượt qua tất cả và vun vén hạnh phúc gia đình để làm hài lòng bà nhưng dường như mọi cố gắng của thoan đều vô nghĩa tất cả những việc làm thiện chí của thoan đổi lại là sự nguyết ngoáy đá xéo sóc xỉa của bà nhiều lần không chịu được sự quá đáng của mẹ tiên đứng hẳn về phía vợ thì bà lấy hờn ra mặt Thoan biết vậy chỉ làm cho tình cảm mẹ con ngày càng dạn nứt. Cô nhiều lần tỉ tê với chồng và không để ý đến việc bà hay sóc xỉa mình nữa. Mỗi lần điện về nhà, mẹ cô hỏi thăm. Thoan luôn nói những điều tốt đẹp về gia đình nhà chồng để mẹ cô an tâm và bớt lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình. Thoan thừa nhận là mình sống cam chịu. Cô tin với lòng chân thành của mình. Và cho đi yêu thương cô sẽ nhận lại được yêu thương biết tin vợ có thai. Tiên mừng khôn xiết. Niềm vui ấy nhân lên khi hôm nay Tiên vừa nhận quyết định chính thức vào làm việc tại sở kế hoạch đầu tư của tỉnh nhà. Lần đầu tiên trong bữa ăn, Thoan thấy mẹ chồng cười nói vui vẻ. Đêm nay cả hai vợ chồng không ngủ được vì mải say sưa với những kế hoạch, dự định cho tương lai. Ngày mai, Tiên phải đi làm xa. Thoan xác định chuỗi ngày tiếp theo là một thử thách với cô. Quả thật đúng như vậy. Những ngày mang thai, thoan ngén nặng, hay ốm vặt, đến cơm còn chả muốn ăn chưa nói gì đến việc đi làm. Biết vợ vất vả, tiền nói vợ xin nghỉ may để ở nhà nghỉ ngơi. Từ ngày nghỉ làm ở xưởng may, thoan sống như cái xác không hồn vật vờ trong nhà khiến bà mẹ chồng càng ngứa mắt. Đàn bà ai chẳng phải chữa đẻ, tao cũng mang nặng đẻ đau mấy anh em nhà nó, có đứa nào mà khốn khổ như mày không? Rồi cả cái làng này, đàn bà ai bầu bỉ cũng như mày thì chết cả lũ. Tiên cả tuần nay không về vì công việc dồn cuối năm, lại phải thường xuyên đi công tác. Chuyến đi công tác lần này ở Sài Gòn, tối nay vừa đi gặp gỡ đối tác về, người đã sần sần rượu, và lâu cũng kiêng chuyện vợ chồng vì thoa đang có bầu. Tiên muốn lên sân thượng của khách sạn ngắm cảnh Sài Gòn về đêm muốn cơn gió lạnh từ sông thổi lên cho nó dịu bớt đi cơn bức bí trong người không ngờ tiên vô cùng ngạc nhiên khi gặp hoa ngồi chiếc ghế đá phía bên trái sân thượng họ nhìn nhau thật lâu rồi cứ thế hai đôi môi tự dò tìm đến nhau hòa quyện man dại bàn tay ma mị nhảy múa điêu luyện như nhạc trưởng đang điều khiển bản nhạc hợp sướng của tình yêu trên sân thượng chỉ có hai người và trời đất cùng tiên bị mê hoặc thật sự anh mới là người ngất ngây trong vũ điệu tình yêu này sự chủ động tấn công như vũ bão của hoa đối lập hoàn toàn với sự nhu mì dịu dàng của thoan khiến tiên quên đi danh giới của mình tiên quên đi vị trí của mình là đã có gia đình và sắp lên chức bố hoa đã cho anh những đam mê cháy bỏng mà ở thoan anh chưa bao giờ tìm thấy một sự so sánh về khả năng giường chiếu của hai người phụ nữ chợt vụt qua trong tâm trí anh như một ngôi sao băng lướt ngang qua bầu trời. Đêm nay, Tiên và Hoa không ai ngủ được, họ nhắn tin suốt đêm cho nhau để nói lời yêu thương về cảm xúc vừa trải qua. Ai cũng như nắng hạn gặp mưa rào, nhưng tình yêu của họ lại chỉ là thứ ảo ảnh trên sa mạc trong con mắt của người bộ hành gần như dạn nứt. Ngày mai Hoa rời xa thành phố tình yêu đầy nỗi nhớ này để về nhà. Còn Tiên, anh cũng đang chơi với với cảm xúc đầy ma mị, quyến rũ với người con gái đầy mạnh mẽ, cá tính. Trưa nay, Tiên không đi ăn cơm với đoàn, mà cùng Hoa đi ăn riêng. Sau đó họ lại tìm nơi vắng vẻ để lại cùng hưởng trọn niềm ân ái ngọt ngào. Giờ thì Tiên mới là người nhớ nhung và khao khát gặp Hoa chứ không chỉ riêng hoa nữa anh như ăn phải bùa mê thuốc lũ từ người con gái đặc biệt ấy thoan sinh con trong sự mừng vui của đại gia đình hai bên nội ngoại trong buổi tổ chức đầy tháng cho con hoa cũng có mặt hoa và tiên vẫn tỏ ra bình thường như không hề nhưng thực tình thì họ vẫn lén lút qua lại với nhau dạo này hoa thường xuyên đến thăm gia đình thoan tiếng là thăm cháu nhưng hoa chỉ lân la nói chuyện với mẹ tiên rồi khen ngợi tiên cốt để lấy lòng bà bé xu được sáu tháng bà oanh mẹ tiên bắt thoan mang đi gửi trẻ rồi kiếm việc làm tao già bằng này rồi nhẽ còng lưng nuôi báo cô mãi à thoan biết bà oanh nói vậy chứ tiền hàng tháng tiên vẫn gửi về bà đều cầm thẻ đi rút rồi chủ động chi tiêu trong nhà chỉ thời gian gần đây phụ chi thêm khoản tình phí nên tiền gửi về với đi khiến bà oanh tỏ vẻ khó chịu rồi lại còn nghi ngờ nó dấm dúi cho vợ nó tiêu riêng khi bà nói bóng gió với hoa chiều nay thoan cũng muốn quay trở lại xưởng may nhưng người ta đủ nhân công nên không nhận nữa thoan về đổ xôi bán tạm thời ngay cổng trường tiểu học gần nhà coi như vừa có công ăn việc làm lại vừa dễ bề xoay sở con cái dù gia đình chẳng phải vào diện khó khăn, nhưng Thoan vẫn đi làm để tránh cái sự rỉa giấy của mẹ chồng. Tiền nghe vậy nên cũng để mặc cho vợ muốn làm gì thì làm. Anh vẫn có trách nhiệm với gia đình, vợ con, nhưng phần nào đã bị san sẻ cho thứ tình cảm ngoài luồng. Bé Xu được một tuổi bà oanh cho vợ chồng tiên ra riêng dưới căn nhà ván cũ mà bà vẫn cho người ta thuê bán hàng tạp hóa với lý do con cái đã đủ lông đủ cánh công việc hàng ngày của thoan vẫn đi bán sôi sáng ở cổng trường học chiều nay con bò nhà ông phước sồng chuông chạy thẳng vào gian bếp hở tứ phía nhà thoan dẫm bẹp cái chõ hông sôi gạo thì ngâm rồi sôi khúc mà không có chõ coi như hỏng nghĩ vậy Thoan khóa trái cửa ngoài vào rồi lặng lẽ soi đèn xuống xóm dưới nhà bà Kiển mượn chiếc nồi kịp mai hôm sớm. Nhà bà Kiển ngày mai có đám nên không cho mượn, bà chỉ sang nhà chú Thoại gần đó. Thoại là người đã quá vợ nên Thoan có vẻ e rẻ. Biết vậy, nên bà Kiển tiếp lời, chú ấy dễ chịu lắm, cứ sang mượn đi. Nghĩ đến chậu nếp đã ngâm sẵn, không còn cách nào khác. Thoan đi nhoàng cái sang nhà Thoại mượn rồi về ngay vừa về đến đầu dốc đã nghe tiếng nổ tí tách lửa cháy bùng bùng khói đen bốc cao nghi ngút ngọn lửa lan sang cả lòng thoan nóng dâm gian thoan co cẳng chạy một mạch hết khỏi con dốc cũng là lúc chạm vào cái ranh giới của sự tàn khốc làng xóm ý ới gọi nhau người xô người chậu rồi tiếng xe cứu hỏa inh ỏi cũng không dập tắt được ngọn lửa hung tàn đang trùm kín ngôi nhà gỗ mà đứa con bé bỏng của Thoan đang nằm ngủ trong đó. Thoan ngất xỉu sau tiếng kêu gào thảm thiết gọi con. Bà oanh đầu tóc rũ rượi như người chết rồi. Một vài tiếng người léo xéo. Đi đâu đêm hôm thế này mà khóa trái cửa để con ở nhà một mình không biết. Bà Kiển cũng có mặt ở đó. Sang nhà chú thoại mượn chó xôi. Mượn chó gì giờ này? Vừa lúc đó thì thoại lao tới, nhìn thấy Thoan như vậy bế thốc lên và gọi người trở đi cấp cứu. Tiếng bảo oanh vọng theo, cái thứ đàn bà lăng loàn, hư hỏng, đêm hôm bỏ nhà theo trai để giết cháu tôi. Tiên ơi, con về ngay đi. Từ ngày bị cái tiếng lăng loàn, giết con, theo trai thì Thoan không còn lý do gì mà ở trong cái nhà ấy nữa. Nói đúng hơn là bảo oanh không cho ở tiên từ ngày đó đến giờ anh lại nghe lời mẹ nhiều hơn tiên không còn bênh vực và đứng về phía thoan như anh đã từng bênh vợ tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt khi hoa thông báo mình có thai với tiên bà oanh mừng ra mặt và lật bài ngửa với thoan một lần nữa thoan chết đi sống lại khi nghe tin bạn thân mang trong mình giọt máu của chồng mình thoan lặng lẽ ký vào tờ đơn ly hôn và rời xa cái nơi đầy đau khổ này lên thành phố xin làm trong công ty may mặc để tìm quên đi quãng đời cay đắng đến bây giờ thoan vẫn không biết vì sao căn nhà mình bị cháy vì sao đứa con gái bé bỏng tội nghiệp rời xa thoan lúc này lời của bà oanh lại dội lên trong đầu thoan lùng bùng đến váng óc thứ gò má cao sát chồng sát con tai hoa như ù đi choáng váng ngày mới bỏ xứ lên thành phố đầy hoa lệ này nếu không có thoại hoa không biết phải bắt đầu từ đâu cũng từ ngày ấy thoại cũng không sống được với cái làng đầy tiếng tăm ác khẩu ấy anh lên thành phố làm việc sửa xe dù gì thì thành phố này vẫn đôn hậu vẫn dễ sống vì nó cứu mang anh cứu mang những mảnh đời bất hạnh như thoan đêm định mệnh đó như một nhát dao bén ngọt cắt ngang đời thoan đến giờ thoan vẫn chạy trốn khỏi thoại như thể nếu yêu thoại là sẽ phạm phải lời nguyền của lương tâm đồng nghĩa với tội ngàn đời không sao chứng minh được hoa từ ngày về làm dâu bà oanh chỉ được thời gian đầu chẳng được tiếng gì với hàng xóm hoa ăn chơi sành điệu chứ không siêng năng chăm chỉ như thoan ngày ấy hoa nói có bầu với tiên nhưng chẳng hiểu sao không chịu đẻ cho bà mụn cháu gì cả bà oanh lại quen kiểu hầu hạ phục tùng Cam chịu của thoan rồi nên cái cách sống của hoa bà lại càng không chấp nhận được nhiều lúc mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm bà chấp nhận thua cuộc vì không đỡ được những đòn cãi lại của hoa giờ đây bà có ân hận thì cũng đã muộn chiều nay chờ trời, trời bà mua trái cây đi sang thăm ông bà xui cũ cốt chỉ để hỏi thăm về tin tức của thoan sau buổi ấy về bà oanh bị trượt chân ngã ở đầu hồi khiến gãy đốt sống lưng phải mổ bà oanh nằm viện cả tháng trời ở bệnh viện trợ giấy biết tin mẹ chồng sang thăm xui cũ thì hoa tỏ vẻ bực tức hằn học ra mặt từ ngày bà oanh mổ hoa vào thăm duy nhất một lần tiên lại bận bịu công việc nên đành thuê người chăm nom bà thoàn biết tin vậy nên chiều nay đã quyết định vào viện để chăm sóc bà thoại không ngại ngần chở thoan đến bệnh viện chăm mẹ chồng cũ trong lòng anh cũng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả nhìn thấy thoan bà vô cùng bất ngờ cảm động rơi nước mắt trước câu hỏi thăm của thoan mẹ có đau lắm không mấy người bệnh nhân quanh đó hỏi con gái đấy hả làm bà nước mắt lưng trong không thêm nói được lời nào chỉ mân mê nắm bàn tay gầy guộc của thoan mà nấc lên những tiếng rất nghẹn con cho mẹ xin lỗi. Chăm bảo oanh này đã được bốn ngày. Cả phòng bệnh này ai cũng nghĩ Thoan là con gái của bà. Và Thoan cũng không ngại ngần đón nhận điều đó như một lẽ đương nhiên. Cầm chiếc máy điện thoại lên kiểm tra tin nhắn của Thoại với hàng loạt tin nhắn cùng một nội dung. Em à, anh sẽ đợi. Em à, nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ đợi. Em à, anh nhớ em. Yêu em nhiều anh đợi em tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên xính lễ tác giả nguyễn phú có ai mà lại đi thách cưới con gái bằng một tờ giấy không nhỉ mới nghe nói thì ai cũng cho là lạ quá lạ quá vì rằng từ đời ông cha người mông đến vùng này dựng bản chưa từng nghe đến một sự lạ lùng như vậy thế mà có nhé là vàng xin khái người có đứa con gái đẹp hơn bông bằng nảng rực rỡ người có nhiều trâu bò ngựa dê nhất cũng là người giàu nhất ở vùng lùng chính thượng đấy nhưng tờ giấy này không phải tờ giấy bình thường chả dễ kiếm được đâu ầy già ầy già Bây giờ thì người trong vùng mới biết đến cái khôn của vàng xìn khái. Không khôn mà mới ngoài 40, vàng xìn khái đã có một cơ ngơi sừng sững giữa bản lùng vở à. Không khôn mà châu bò ngựa dê nhà vàng xìn khái vàng đỏ, vàng đen khắp núi rừng then bà à. Rất nhiều thằng trai chưa vợ muốn được ứng tuyển làm con rể nhà vàng xìn khái, nghe đâu còn có cả thầy giáo người giao là Lý Văn Ba dạy ở điểm trường tiểu học Lũng Phìn cũng muốn được làm rể nhà họ vàng. Nhưng thầy giáo già quá, 36 mùa đốt nương, chỉ kém người có thể sẽ trở thành bố vợ 5 tuổi thì không được rồi. Lần lượt các ông mới đến, các thằng trai đến nhà họ vàng, cuối cùng chỉ còn hai thằng trai được nhà khái lựa chọn để đưa ra thử thách là hùng lệnh của và vừa xá cho thằng của này từ lâu đã nổi tiếng cả vùng lùng chính thượng, cả huyện Mèo Vản. Đấy là vì nó từng là học sinh đầu tiên của cái huyện Sa Tít Mù Tâm này đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9. Thằng của đã giỏi lại còn đẹp, vẻ đẹp vạm vỡ, tươi tốt như một cây sa mộc trên sườn dốc khô cằn. Ngày ấy, thằng của được báo, đại huyện, tỉnh nhà viết bài, đưa tin ca ngợi nhiều lắm nhiều đến nỗi người bản lùng pờ đi ra ngoài được ai hỏi ở đâu đều không nói là ở lùng pờ mà cứ bảo ở bản có cái thằng hùng lệnh của. Thế là người này ầy già, người kia ầy già suýt xoa về cái bản lùng pờ và thằng của. Tốt nghiệp trung học phổ thông với tấm bằng đỏ chói, hùng lệnh của không đi học tiếp mà rời quê đi làm. Mọi người cứ tự hỏi sao thế? Sao thế chứ? Không ai trả lời được. Chỉ bố mẹ và năm đứa em của thằng của biết lý do thôi thằng cho con nhà vừa giá pó thì người lùng chính thượng không ai là không biết nó vì bố nó là chủ tịch xã từ bé thằng cho đã trắng trẻo to lớn khác những thằng con trai cùng lứa bây giờ dễ mà nó cao đến mét tám rồi chả có cái cửa nhà nào trong vùng cho nó đi vừa trừ cửa nhà nó người ta bảo thằng cho như một thằng trai tây là vì từ bé nó được bố mẹ mua cho rất nhiều sữa để uống Sữa này ông chủ tịch phải nhờ người mua từ thành phố chuyển vào. Sữa được đựng trong hộp sắt. Bên ngoài có in hình cô gái tóc vàng, mắt xanh, tay sách cái xô đầy tràn sữa trắng. Một hộp bằng tiền mua một con dê. Từ bé đến khi thôi uống sữa chắc thằng cho uống cả mấy trăm con dê. Hết dê thì uống cả mấy chục con bò rồi. Thằng cho cao lớn khác thường nên có biệt tải đánh bóng truyền. Nó đứng bên mép lưới, chỉ cần dướn người, vẩy tay một cái, sấm sét khắc rồi xuống đội bên kia. Mỗi dịp có thi đấu bóng truyền là lũ con gái dán mắt vào những cú nhảy, cú đập bóng của thằng cho rồi má cứ nóng bừng lên, khắp người cứ nóng bừng lên. Người quanh vùng bảo một trong hai thằng đấy mà làm dễ nhà khái đều xứng mặt cả. Nhưng chọn thằng trai nào thì không phải dễ đâu. Thế mới có cái xính lễ là tờ giấy kia xe chạy từ Hà Nội lên thành phố quê của đúng 5 giờ sáng. Của đi chuyến xe đầu tiên về Mèo Vạn. Gần 3 năm trời không được gặp người thân, không được sờ vào mái tóc mềm óng, không được nắm đôi tay như hai búp hoa của vàng hoa lanh. Lòng của trộn rộn lắm rồi. Xe liên tiếp vào góc cua, thi thoảng vài cô gái hoảng sợ ré lên. Không bận tâm đến những gì diễn ra quanh mình của nhìn ra những vạt đồi đang trổ biếc dưới màn mưa bụi, của mơ về một nông trại. Ở đấy, của sẽ trồng thật nhiều ngô, lúa, nuôi thật nhiều dê ngựa châu bò, trồng những vạt đồi tam giác mạch rực rạng để hoa lanh ngắm mỗi ngày. Ở đấy, cỏ sẽ trải mướt xanh, lúc rảnh rỗi của sẽ để hoa lanh gối đầu lên cánh tay rắn chắc của mình, rồi cùng mơ về những đứa bé. Của cũng không quên trồng ở đấy một ruộng lanh những ngày mùa thu rảnh rỗi hoa lành sẽ tước lành dệt vải lại lấy sáp ong vẽ lên tấm vải rồi thêu ngàn sắc ong bướm hoa rừng như đời bà đời mẹ vẫn làm thế tay trái nắm tay phải tay phải lại chuyển sang nắm tay trái chuyển đi chuyển lại đến mấy lần vẫn là cái cảm giác thô tháp chai sần là của đang lần tìm cái mềm mướt trên đôi búp tay vàng hoa lanh trong chính đôi bàn tay trai tráng của mình ồ tay một thằng con trai từng xúc bao tấn cát sỏi xi măng thì sao có thể mềm mượt như tay con gái đứa con gái ngồi bên cạnh của có mái tóc nhuộm vàng hoe giờ đã mê mệt ngủ mùi hương con gái làm quả tim của đập thình thịch thình thịch cái cổ ngần trắng như một cuống hoa ngoẹo sang một bên làm cái đầu nhỏ xinh gục hẳn vào vai của. Của định dịch ra mà sợ đứa con gái lạ giật mình. Lại thôi. Đứa con gái này đẹp quá. Không biết là con gái vùng xuôi đi du lịch hay con gái bản nào. Nhưng có đẹp bao nhiêu cũng không thể sánh với vàng hoa lanh được. Ngày trước, thời bà, thời mẹ của, đàn bà con gái chỉ biết đến cái bếp, vạt nương, cánh rừng. Bây giờ lũ con gái như những cánh bướm nay ở vạt rừng hôm sau đã đậu giữa thành phố. Gái bàn xuống phố đi học, đi làm ngày càng nhiều. Những đứa chịu ở lại với núi rừng như hoa lanh ít lắm. Nhớ lanh, của thương lanh nhiều. Mong một lần được đưa người thương đi chơi thành phố. Từ nhỏ của, cho vào hoa lanh cùng học trung trường. Hai thằng trai học khóa trên, lanh khóa dưới của và cho là hai thằng trai sáng sủa, đẹp đẽ, thông minh, thầy cô nào cũng quý yêu. Nhưng của con nhà nghèo lại có sức học tốt, chăm chỉ hơn, có nhiều thành tích ở các cấp học, thế là mọi người cứ đem cho ra so với của. Ngay cả bố mẹ cho cũng bảo, mày toàn uống sữa Tây, ăn cơm với thịt mà thua thằng uống nước suối, ăn mèn mén là sao? Bởi vì bố mẹ cho là những người giỏi giang từng bước chân ra ngoài đi nhiều nơi ăn mòn bát đũa thiên hạ nay quay về làm cán bộ nên biết chăm nuôi đầu tư cho hai anh em cho lắm thế nên bố mẹ không muốn anh em cho thua bất cứ đứa trẻ nào trong vùng này mỗi lần dự bế giảng năm học khi nghe nhà trường sướng tên học sinh tiêu biểu phải lên trao thưởng cho hùng lệnh của trong khi cho chỉ được đại diện nhà trường trao thưởng bố cho hậm hực lắm hậm hực không biết chút vào đâu nên về nhà thường cáu gắt với vợ quát mắng hai đứa con của cứ vô tư xanh tràn như cái cây trên núi hồn nhiên như con thú trong rừng nhưng cho thì buồn buồn rồi sinh ra ghét cái thằng hơn mình vì nó mà mọi người cứ so mình với nó thế là hai đứa dần xa nhau lúc đầu của chả hiểu chuyện gì xảy ra với cho đâu của hỏi gì cho cũng lắc đầu dù làm gì nó cũng im im rồi lảng đi lòng cho bỗng sâu hút như một vực xoáy không biết có gì trong đó của muốn bước vào cho tường tận mà không thể một thời gian sau thì của biết vì sao cho thành ra như thế với mình sáng ấy khi đi chăn dê trên núi của nhìn thấy cho ngồi buồn so bên một miệng vực tấm lưng to lớn của cho rung lên rồi những tiếng khóc như một dòng nước bị nén chặt vọt tóe tiếng khóc của một thằng trai thật buồn, nghe như tiếng kêu của một con thú dính bẫy. Của không hiểu chuyện gì, nấp vội vào một lùm cây để quan sát. Tiếng khóc mỗi lúc mỗi lớn, rồi cho hét lên. Hùng lệnh của, tao ghét mày, ghét, mày, sao cái gì mày cũng hơn tao, sao mọi người cứ lấy mày để so với, tao. Hai thằng vừa nhận kết quả thi vào lớp 10, của giành ngôi thủ khoa cho chỉ vừa điểm đậu có lẽ cho lại bị bố mẹ dày vò và trong suy nghĩ của cho của là một trong những nguyên nhân của sự dày vò ấy từ đó của chung đường với cho mà hai thằng đã không cùng hướng đã xa lại càng xa đến ngày hoa lanh xuống trường thị trấn thì sự tức tối trong cho càng như một miệng núi lửa lúc nào cũng như sắp trào lên hoa lành đã ra mặt chơi với của bỏ qua những lời tỉ tê mời mọc đi chơi chợ, đi uống cà phê của cho. Khi hôm mấy đứa người mông ở lùng chín thượng, đường duệ cùng học rủ nhau đi chơi thác nậm lạch, trong đám chỉ cho có xe máy, số còn lại phải đi mượn xe đạp. Đến lúc xuất phát, cho bảo lanh lên xe máy nhưng lanh một mực chối từ. Nó lại đi ra phía thằng của đang dắt cái xe đạp cà tàng từ khu ký túc xá. Cho ức quá, lẳng tất số đồ đạc định trở cho cả đám. Bỏ về. Cuộc đi chơi ấy không biết diễn ra những gì. Trong đầu cho tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Càng tưởng tượng lửa càng dâng lên khắp người. Dâng ngập cả đầu. Chỉ muốn nổ tung. Đốt cháy hết mọi thứ thôi. Hùng lệnh núi. Đã về đến nhà chưa? Cho chú gửi lời thăm hỏi đến mọi người trong gia đình cháu. Luôn mạnh như núi và thành công trong mọi việc nhé thi thoảng, chú Tâm, kỹ sư trưởng công trường, vẫn luôn gọi của bằng cái tên ấy. Đọc dòng tin nhắn của chú, của thấy một nỗi nhớ, rưng rưng. Hơn ba năm trước, đúng dịp của chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông thì mẹ phải đi viện điều trị dài ngày. Bố bán hai con trâu, cả đàn bò mà bệnh tình của mẹ vẫn chưa thuyên giảm. Con ngựa chiếc xe máy của cả nhà cũng có nguy cơ phải bán nốt thế nên của không làm hồ sơ xét tuyển vào trường đại học mơ ước từ lâu của thi xong tốt nghiệp mẹ cũng được về nhà nhưng mẹ như một cái dây bí héo trên nương tóc chẳng còn da xanh rớt ngày đầu tiên nhìn thấy mẹ từ viện về bà nội của khóc từ chiều đến tối khuya đêm ấy đứa em gái út cũng cứ nấc lên trong cơn mê nhìn mẹ nhìn cả nhà của xót lắm thế là của theo một người họ hàng rời núi xuống Bắc Ninh làm phụ hồ, mong giúp bố trả những món nợ cứu mẹ. Nơi của làm việc là hệ thống công trình xây dựng của một tập đoàn lớn. Ngặt nỗi, thời điểm ấy giặc Covid-19 tràn vào nước ta rồi hoành hành khắp nơi, thế nên mọi hoạt động bị siết chặt. Có thời điểm các công trình phải dừng việc. Quen làm việc đến lúc ngồi không cũng sốt ruột. Nhưng thực ra của chả ngồi không vì thi thoảng mấy đứa em khóa sau vẫn nhắn tin hỏi những bài tập khó. Thế là của lại hì hụi cày toán, lý, hóa như thời đi học. Một hôm rất khuya, của vẫn hì hụi với bài toán khá lạ nơi góc công trường. Bài toán này, một cậu em họ đã nhờ mà suy nghĩ mấy hôm của vẫn chưa tìm ra cách giải. Không dám làm phiền mọi người, của phải ra phía sau lán, ngồi dưới bóng điện công trình, Đúng lúc của như muốn nhảy lên vì đã giải được phương trình lượng giác hóc búa thì có một giọng trầm ấm bên tai. Khá lắm. Giải được bài toán thế này mà phải đi làm phụ hồ thì... Của ngoảnh lại vừa chạm ánh mắt một người đàn ông tầm thước với gương mặt chữ điền phúc hậu. Qua mấy câu chào hỏi xã giao, của biết chú tên là Tâm, phụ trách kỹ thuật ở những công trình này. Từ hôm ấy, thi thoảng chú Tâm lại lui tới bộ phận của của bao giờ chú cũng dành cho của ánh nhìn thật ấm áp hôm ấy của bị ốm phải nằm lại lán thì chú tâm ghé vào chú nở nụ cười thân ái rồi hỏi han tình hình sức khỏe gia đình của hơn một năm đi làm của chưa gặp người có chức sắc nào trong công ty lại gần gũi bình dị với những người thấp bé đến vậy quê quán hoàn cảnh gia đình cho đến lý do tranh thủ giải bài toán hôm trước của thành thật hết trước những lời hỏi han ân cần của chú. Nhìn của say xưa nói về những cảnh đẹp trên cao nguyên Mèo Vạn, về một gia đình đông đúc, nghèo khó nhưng đầm ấm, đầy tình yêu thương. Thi thoảng chú tâm lại mỉm cười, rồi như động viên của hướng về những điều tốt đẹp phía trước, chú chia sẻ với của những gập ghềnh, chắc trở trong cuộc đời của chú. Thực ra, trước đây gia đình chú cũng chẳng hơn gia đình của Chú từng thi đại học không đậu, nhập ngũ hai năm, xuất ngũ về làm xe ôm. Nhưng rồi, một lần chở người khách lạ đi quãng đường gần 30 km trong đêm, chú đã bị kẻ xấu tấn công với động cơ giết người cướp của. Sau lần chết hụt đó, chú nghỉ việc chạy xe một tuần, chỉ nằm nhà suy nghĩ, rồi chú quyết định dành số tiền tiết kiệm để ôn thi đại học. Mùa thi năm ấy đã mỉm cười với chú sau hai tuần nói chuyện với chú Tâm, của nhận được cuộc điện thoại của Hoa Lanh. Người yêu bật mí về cái giấy mà bố vàng xin khái yêu cầu ở chàng rể tương lai. Thế là của không trần trừ nữa, của phải đi học để lấy cái bằng thôi. Đứa con gái vẫn vô tư gục đầu lên vai của ngủ. Của bắt đầu thấy tê vai nhưng không dám động cựa mạnh. Đứa con gái chờ mình, có cái gì vừa rơi xuống sàn xe. Của gượng nhẹ tay nhặt lên, gì thế này? Thẻ sinh viên. Ôi trời hoành tráng nhỉ. Sinh viên ngành công nghệ thông tin cơ đấy. Đại học Bách Khoa, oách thật. Giảng thị hoa ban, cái tên đẹp quá. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn. Nét môi cong hờn rỗi như cười của hoa ban làm sáng bừng tấm thẻ. Của ngắm mái bức ảnh, thấy những nét thân quen. Gương mặt, đôi mắt rõ giống hoa lành nét môi cong tinh nghịch. Chắc hẳn hay dỗi hờn núng nịu kia là của Phương Hà. Có lẽ cô bé hoa bà này cùng trường với Phương Hà, sinh viên năm nhất cả. Nghĩ đến Phương Hà, của thấy như mình có lỗi, nhưng biết làm sao được. Sang đến buổi học online thứ bảy, cô bé Phương Hà Phong của là đại sư phụ. Hà bảo đã học nhiều thầy cô. Qua nhiều trung tâm luyện thi rồi nhưng chưa đâu cho cô bé cảm giác thích thú những bài toán khó như học với của là cô bé thông minh, lém lỉnh, khéo mồm khéo miệng nịnh của vậy thôi chứ của chỉ là chàng sinh viên hệ trung cấp một trường nghề. Sao dám so với các thầy cô lão luyện của Nghĩ Thế, nhưng vẫn rất vui bởi sự hứng thú, tiến bộ vượt bậc của Phương Hà. Hai hôm trước bài kiểm tra toán giữa kỳ của Phương Hà đạt điểm tuyệt đối. Vì là kiểm tra online nên mấy đứa bạn cứ xì sầm. Đến đứa thân nhất với Hà cũng in bóc hỏi, mày dùng phao trợ giúp à? Hà chỉ thả những cái mặt cười đầy khiêu khích khi nó cứ muốn truy đến cùng. Chốt cuộc buôn dưa lê, Hà tuyên bố xanh dần. rồi mày sẽ biết con bạn của mày lợi hại thế nào. Thời của Vũ Phương Hà đã đến của dạy toán cho Phương Hà là bởi được sự nhờ cậy của chú Tâm. Rời công trường mấy tháng nhưng thi thoảng của vẫn gọi điện thăm hỏi chú. Dịp dịch bệnh bùng phát trở lại, chú gọi điện cho của chia sẻ rằng Phương Hà lớp 12 rồi mà không đi học trực tiếp được rất là nguy. Con bé thông minh, nhiều khát khao nhưng học hành lãng tử, đăng ký mấy khóa học online rồi, chả hợp chỗ nào. Nó muốn thi vào đại học Bách Khoa mà chú thấy lo lắm, hay là của giúp chú, giúp em xem sao, biết đâu gặp đúng thầy đúng thuốc lại ổn. Của âm ừ định chối từ, vì của thấy lúng túng không biết phải bắt đầu với việc dạy một cô bé xa lạ như thế nào. Mấy hôm sau, của nhận được con laptop mới và một thùng sách do chú Tâm gửi. Ngoài sách toán cấp 3, còn mấy cuốn sách viết về kỹ thuật chăn nuôi của rất muốn tìm mua mà chưa có điều kiện. tải thật Chú tâm như đoán được những suy nghĩ trong đầu của. Thế là của lao vào nghiên cứu lại những bài toán một thời từng say mê. Của chìm vào xa lộ toán. Đến nối quên cả việc sắp xếp về thăm nhà. Dịch bệnh cứ bùng lên rồi dịu xuống. Thành phố mấy lần lock down. Của rất sốt ruột. Số tiền tiết kiệm chỉ đủ tiền học phí. Thuê phòng. Ăn ở khoảng một năm. Dịch bệnh không qua mau bị kẹt lại giữa thành phố này, của chẳng biết xoay sở ra sao, mà cái bằng trung cấp thú y thì năm rưỡi mới lấy được. Ngày nhận được tin Phương Hà đỗ đại học Bách khoa với điểm số 29, điểm toán là 9.8, của thấy như chính mình sắp được ngồi trên giảng đường đại học. Chú Tâm khi báo tin, cười sảng khoái trong điện thoại, "Núi ơi, chú vẫn không tin đây là sự thật. Cháu và Phương Hà làm tốt lắm." tốt lắm. Nhập học được gần tháng, Phương Hà bất ngờ lên Thái Nguyên thăm của. Cô bé hồn nhiên, thông minh, dí dòm. Hai đứa ngồi với nhau bên hồ từ trưa đến cuối chiều. Chuyện tưởng như không muốn dứt. Trước khi Phương Hà lên xe về Hà Nội, của bắt tay tạm biệt nhưng bàn tay búp sen trắng hồng của cô bé như chẳng chịu rời. Của cảm nhận được sự run rẩy nắm níu vừa dịu dàng vừa mãnh liệt từ búp sen ấy một năm một một sinh nhật lần thứ hai mươi hai của nhận được hộp sô cô la và tấm thiệp in những bông hồng đỏ rực từ phương hà trong tấm thiệp ấy là những lời ý nhị nồng nàn dịu ngọt phương hà ơi em là một cô gái phố tài năng xinh đẹp thanh xuân của em còn dài lắm em sẽ gặp được rất nhiều chàng trai xuất sắc đắn đo hơn một tuần của mới gửi bức thư điện tử cho hà em hiểu rồi anh là cái cây của núi anh phải về rừng em gái phương hà luôn tin ủng hộ mọi quyết định của anh chúc anh hạnh phúc cô bé reply sau một quãng dài im lặng Quà wow, à ra xuân này có nhiều ngày tốt lắm đấy nhà vàng xin khái mấy lần bắn tin rồi cưới vợ phải như hái quả đầu mùa không nhanh là có người hái mất đấy đi ngang qua thằng cháu rắn giỏi cao ngọc đang trải cái bờm mướt mượt của con ngựa tía ông nội nói với của câu ấy rồi cứ mùm mỉm cười ông nội hiền lắm cái miệng ông tươi lắm mỗi khi ông cười làm của nhớ đến những con sóng lăn tăn trong hồ giảng trên núi ai có nói gì khó nghe ông cũng chỉ cười cười nếu thế người ta nói không thể lọt lỗ tai được nữa thì ông bỏ đi chỗ khác. Không vụt vặt, tranh cãi với ai bao giờ. Bố của được cái nết ấy của ông. Rồi khi của sinh ra, bố lại truyền cho của. Người ở lùng chính thượng này bảo lấy được chồng giàu không bằng lấy được chồng hiền. Muốn con gái lấy được chồng hiền thì cứ nhà họ hùng mà gả. Mỗi lần nói lại câu ấy với của, bà nội vui, tự hào lắm trong hai con mắt như chứa cả rừng đào rộ hoa bố mang về từ suối cái thùng gỗ ngọc am đã kỳ cọ nhẵn bóng cái thùng gỗ này dùng để tắm tuổi nó còn hơn tuổi của đấy ngày trước bố xin cưới mẹ ông ngoại đòi xính lễ là một cái thùng gỗ ngọc am kèm các lễ vật khác theo phong tục bố đã đi khắp cả vùng cao nguyên đá sang tận hoàng su phì mới tìm được nó được nghệ nhân chế tác đồ gỗ nổi tiếng vùng thèn chu phìn là mua văn bao làm ra. Thế nhưng ngày đón dâu, ông ngoại lại tặng cho bố mẹ mang về nhà họ Hùng. Ông bà nội không bao giờ dùng đến nó. Bảo đấy là của riêng nhà ngoại dành cho bố mẹ của. Ông lại bảo anh em của chui ra từ cái thùng gỗ ngọc am. Ngày bé, anh em của hay chui vào bụng cái thùng chơi trốn tìm. Nhà sắp có con dâu mới, phải sắm thêm một cái thùng gỗ nữa. Con dâu không thể dùng chung cái thùng này với bố mẹ được. Mai bố con ta sang bên thèn chu phìn. Ông Pao đã giữ cho nhà ta cái to nhất rồi. Của không trả lời bố vì chả nghe thấy bố nói gì. Chỉ cười cười. Tay đang dùng khăn tắm khô cho ngựa mà đầu chỉ nghĩ đến vòng ngực vun đầy. Hồi hồi đập và đôi môi ngọt lị. Thơm như mật ong của hoa lanh tối qua thôi cái bằng tốt nghiệp trung cấp thú y có giá trị thật đấy. Xính lễ đã trao tay. Nhiệm vụ bố vợ tương lai giao của đã hoàn thành. Không hoàn thành mà được à? Bố vàng xín khái mà chưa được sờ vào nó thì còn lâu mới kéo được con gái hoa lanh xinh đẹp của bố đi chơi nhé. Của dắt ngựa chậm bước bên hoa lanh cùng xuống chợ. Gió xuân ấm quá. Gió vờn chiếc váy hoa dập dành dỡn mái tóc nhấp nhánh của hoa lanh, những sợi tóc mây thơm nức, vẫn vít trên vai, trên má của. Bờm, đuôi con ngựa tía cũng bị bọn gió tinh nghịch thổi tung lên. Người, ngựa đi gần đến chân dốc gió thì nghe tiếng hí dài phía sau, của và hoa lanh cùng ngoái lại. Ai kia nhỉ? Con ngựa bạch cao lớn tựa một núi tuyết giữa dải sương mờ. Trên đỉnh núi tuyết là một đôi trai gái, chị Hoa Lanh, anh của. Đứa con gái ngồi phía sau chàng trai cất tiếng họa mi khi con bạch vừa trở tới. Chàng trai ngồi phía trước thì nháy mắt cười. Ôi giời! Sao cái cô sinh viên giảng thị hoa ban lại ngồi trên lưng ngựa của thằng cho thế này? Lạ nữa! Thằng vừa xá cho mà lại chịu đi ngựa. Của đứng hình mất 10 giây vẫn chưa định hình được sự tình. Cô bé hoa ban cứ nhìn của mùm mỉm cười đôi má hồng rực lên. Trông điệu bộ của của, thằng cho bật cười. Nó bảo, hùng lệnh của, từ nay mình là anh em tốt nhá. Không để của trả lời, nó thúc hai gót chân vào sườn con bạch, rồi cả người lẫn ngựa vút đi. Tiếng cười của hoa ban trong như suối đầu nguồn vọng lại. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm những ý nghĩa trong đầu của quay như cái cối say ngô trong vòng tay đều đều của bà nội. Bây giờ, Hòa lành mới véo cái mũi cao của của một cái, rồi mắng yêu. Đúng là... Ngốc! Cái hoa ban! Con nhà cô em đấy! Nhà nó bên có xử choáng nên ít sang bên này. Nó đã làm ra một vừa xá cho khác đấy nhá. Mà anh với cho. Không để hoa lành nói hết câu. Của bế thúc hoa lành bằng đôi tay cuồn cuộn, đặt lên lưng ngựa, rồi nhảy tót lên. Con tía vút đi tiếng lục lạc ngân vang trong lũng núi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Nữ Biêu Tá, tác giả, Hữu Đạt. Mỗi lần đến đơn vị bộ đội phòng không đưa thư hoặc báo, Phương để ý thấy một người, một người duy nhất, chỉ đến rồi lại ra về với vẻ mặt trầm buồn đơn giản là chưa bao giờ phương thấy anh ta nhận một lá thư hoặc gói biêu phẩm của ai đó gửi cho cả tò mò phương đem chuyện này thóc mắc với một người lính tuổi đã trì trì bác lính già thở dài một cái não nề rồi nói đó là thằng đông quê ở hà tây bố mẹ và các em nó đều chết trong một đợt giặc mỹ ném bom vào quê nhà ngừng một chút như để nén bớt một nỗi buồn nỗi xót xa vô tận từ đáy lòng dồn lên người lính già nói tiếp nhớ nhà nhớ quê thì mỗi lần thư đến nó đi cùng anh em để chia sẻ niềm vui chứ bản thân nó lại rất buồn bởi còn ai để biên thư hỏi thăm báo cho nó biết tình hình quê nhà đâu một thoáng buồn hiện lên trên khóe mắt phương ngắc ngứ hỏi tiếp ở hà tây mà cũng bị máy bay mỹ oanh tạc hả bác có chứ sao lại không trên đất nước này chỗ nào mà không có bom đạn của thằng mỹ người lính già điềm đạm trả lời rồi nhìn phương tỏ vẻ ái ngại trộm nghĩ con bé đẹp và hiền dịu quá sao người ta lại điều vào tuyến lửa những bông hồng trắng trong và ngây thơ như thế nhỉ thế anh ấy làm gì ở đơn vị hả bác à bác đồng chí Phương ngập ngừng hỏi tiếp. Thôi, cứ gọi bằng bác cho có tình cảm. Từ đồng chí là để dành khi họp hành và phân công công tác. Người lính già cười, gãi dâu nói thêm. Nó là sĩ quan quan trắc cử phách nhất của đơn vị bác đó. Trẻ vậy mà đã là sĩ quan rồi à? Oai quá nhỉ? Phương bắt trước giọng địa phương vĩnh linh hỏi lại người lính già phá lên cười khả khà rồi nói thà rằng mày cứ nói giọng bắc nghe còn có cảm tình chớ đằng này lơ lớ giọng miền trung choa à? khó chịu lắm phương vội cười chữa ngượng là cháu cũng người miền trung đó chớ nhưng là ở đầu miền trung mà bác à ra thế thôi bác về đây chào cháu người lính già ôm sấp báo bước gấp về phía doanh trại ai ơi ra nhận thư và quà này chú ý ai có quà và thư thì ra mà nhận phương la lên rồi bấm cái chuông xe đạp leng ren. nụ cười cô hòa trong ánh nắng chiều nghiêng lấp lóa mười mấy anh bộ đội trẻ ùa ra hồ hởi đón phương như đón người thân lâu ngày gặp lại nhưng cũng chỉ một thoáng sau họ lại bỏ mặc phương đứng chơ vơ một mình bên chiếc xe đạp phượng hoàng tất cả mải tập trung vào đống thư báo tìm thư và tin tức quê nhà phương thoáng thất vọng cô không thấy bóng của đông đầu cả có lẽ anh ấy bận nhưng cũng có thể ngần ấy lần ra đón ngần ấy niềm hy vọng được nhen lên nhưng rốt cuộc vẫn bật vô âm tín nên niềm hy vọng trong anh đã nguội tắt chợt có anh lính trẻ đưa cao một lá thư lên và hét to vẻ mừng rỡ thằng đông có thư thằng Đông có thư rồi chúng bay ơi. Đâu? Đâu? Đưa xem thử. Này, đừng có mà bốc phét, chọc vào nỗi buồn của người ta đấy. Quảng hầm mặt đe dọa. Tao là tao cho mày một đấm đấy. Coi chừng, đừng có mà chiêu thằng Đông nghe. Một số anh em khác cũng chạy tới. Họ không thể tin vào nguồn thông tin vừa rồi. Nhưng người cầm thư vẫn quả quyết chính xác. Thư thằng Đông thật mà. Hàng chục cái đầu chụm lại. Anh em thấy Đông có thư thì mừng hơn là thư của chính mình nữa. Họ tranh nhau chạy vội về phía doanh trại. Trong khi đó thì Phương đã lặng lẽ trèo lên xe và đạp biến đi. Tùy nghe rõ tiếng réo Đông có thư. Đông ơi! Có thư! Nhưng Đông vẫn không tin tưởng vào tai mình một chút nào bởi anh nghĩ ai mà lại viết thư cho mình chứ. Vậy nên anh cứ nằm ườn trên chiếc võng bạc mà đung đưa. Khi Quảng chạy vào hầm, cầm lá thư dí vào mặt, thì anh ngoảnh đi và bảo. Thôi đi mày, đừng đùa nữa. Thư đâu mà thư, cho chúng mày xem đó. Lần này thì không nén nổi nữa rồi. Bốn năm anh em vội xuống đến bảo. Thật mà, bọn tao không lừa mày đâu mày mở ra mà xem không biết ai đó đã gửi cho mày chắc có vấn đề gì nghiêm trọng đó đông gượng gạo cầm lá thư lên nhìn kỹ mắt anh bỗng hoa lên tim đập thình thịch lạ nhỉ sao lại có ai gửi thư cho mình nhỉ chắc là họ nhầm chăng nhưng không địa chỉ và tên họ hoàn toàn trùng khớp cả nhóm nín thở hồi hộp chờ đông đọc xong lá thư rồi khẽ hỏi thế nào? Thư ai thế? Có vấn đề gì nghiêm trọng không? Đồng đưa lá thư cho Quảng và nói. Một cô gái nào đó tên Quỳnh. Nhưng tao đâu có quen cô gái nào ở Thanh Hóa đâu. Địa chỉ cô ấy thế nào? Quảng nôn nóng hỏi. Không rõ. Chỉ ghi là Hoàng Hóa Thanh Hóa thôi. Tuy nói thế, nhưng Đồng vẫn nhận lại lá thư từ tay đồng đội trân trọng cất ra sau gối và miên man suy nghĩ cô gái tên quỳnh nào đó thật kỳ quặc biết về mình rõ mồn một mà chả ghi một dòng địa chỉ nào để trả lời thư và nói vài lời cảm ơn tất cả anh em cũng nghĩ như đông ai cũng buồn buồn tiếc nuối bởi lâm vào hoàn cảnh này không biết nên động viên hay là chia buồn với đông đây nhưng rồi ai cũng nuôi niềm hy vọng là sẽ có những lá thư sau và sau nữa chắc chắn rồi một ngày nào đó đông và anh em sẽ biết tác giả của những trang viết đầy tình cảm kia một tuần hai tuần rồi một tháng trôi qua gần hai tháng rồi mà người ta vẫn không thấy bóng dáng người nữ biêu tá đến chắc chiến trường ác liệt nên xe không vào được đó thôi mọi người hãy bình tĩnh và chờ đợi người lính già điềm đạm động viên anh em đơn vị phải rời trận địa di chuyển liên tục để tránh bom tọa độ và pháo tầm sao bắn tới trên mảnh đất giới tuyến chỗ nào cây cối cũng bị phạt sạch trơ trọi thậm chí không một thân cây nguyên vẹn để chim chóc rừng chân cà hót làng xóm bị triệt phá trở nên bơ phờ sơ xác phụ nữ người già trẻ em học sinh phải đi sơ tán ra các tỉnh miền bắc để tránh bớt thương vong tất cả các tuyến đường đã bị bom pháo mỹ đào lên lộn xuống thành hào hố nham nhở rất khó đi lại chính vì vậy việc một chuyến xe từ ngoài bắc vào đến được đất dưới tuyến này không phải là chuyện dễ ai cũng hiểu điều ấy và âm thầm chờ đợi để quên bớt những lo âu và nỗi buồn thầm kín riêng tư họ lao vào những công việc như đảo công sự, lau chùi, bảo dưỡng vũ khí sau mỗi trận đánh, hoặc căng mắt già, ngồi yên trên mâm pháo kiên tâm chờ giặc tới. Tuy tự chấn an lòng, nhưng những người lính vẫn tỏ ra bồn chồn lo lắng. Lâu lâu họ lại đưa mắt cho nhau như dò hỏi, vì sao người đưa thư chưa tới? Rồi một buổi chiều, người ta thấy trên con đường lởm chởm những hầm pháo, hố bom bụi đỏ một bóng người hối hả đạp xe về phía họ nói đúng ra thì người đó vừa dắt xe vừa đạp đường đã bị cày sới nên mỗi lần lên xuống xe người đó có vẻ chật vật lắm mọi người ùa ra cổng doanh trại đứng chờ sẵn nhưng lần này xuất hiện trước mặt họ không phải là cô bưu tá trẻ có khuôn mặt trái đào nước da trắng hồng với nụ cười lấp lóa như mong đợi nữa mà là một anh thanh niên bé loắt choắt rất khổ sở mỗi lần lên xuống xe tất cả hối hả tiến lại gần anh bưu tá mở sắc cốt và lấy ra một chồng thư báo thế cô ấy đâu mà sao hôm nay đồng chí lại đưa thư quảng rụt rè hỏi người đưa thư ngừng lại một chút như ngơ ngác rồi trả lời dạ dạ chị ấy hy sinh rồi người ta điều em đến để thay. Sao? Anh bảo sao? Cô ấy hy sinh rồi sao? Tất cả mọi người sừng sốt, xúm lại hỏi. Rồi ai nấy lặng im trong giây lát, như để tưởng niệm và nghe người biêu tá kể lại đầu đuôi. Dạ, em vào đây đã gần được nửa năm, nhưng vì tầm vóc nhỏ bé của mình mà cấp trên không cho em trực tiếp cầm súng. Họ chuyển em qua làm công việc biêu tá một công việc mà gian nan vất vả không kém gì người lính các anh. Trước đây, em phụ trách tuyến Trung, Nam. Nhưng sau khi người phụ trách bưu chính ở tuyến này hy sinh, thì người ta liền điều em đến thay. Thế cô ấy hy sinh trong trường hợp nào? Chị ấy hy sinh trên đường đi đưa thư lên vĩnh chấp về. Lúc đi ngang dốc 6 độ, thì một quả pháo từ ngoài biển vu vơ bắn vào. Cô ấy bị thương nặng. Nếu như lúc đó có ai đó băng bó kịp thời rồi đưa đi cấp cứu thì chắc chị ấy sống, nhưng đó là quãng đường vắng nên khi người ta phát hiện ra thì chị ấy đã mất máu quá nhiều, không kịp cứu chữa. Trước khi nhắm mắt chị ấy chỉ kịp trao lại cái sắc cốt. Trong đó còn vài lá thư chưa kịp chuyển rồi tắt thở. Tất cả bồi hồi lặng đi trong chốc lát. Dạ, người đưa thư lau nước mắt rồi xúc động nói tiếp chính là những lá thư thấm máu này đây. Mọi người giật mình, nhìn kỹ lại, hóa ra thư đông và một số lá thư khác có những vết máu đã khô, xe cứng lại thật. Không ai nói gì nữa, mọi người xúm lại bên đông dục anh bóc lá thư ra đọc. Vẫn nét chữ mềm mại xinh xinh quen thuộc hiện ra trên trang giấy pơ lưa hồng. Anh đông thương mến. Có lẽ bấy lâu, anh vẫn thắc mắc là ai lại viết thư cho anh mà lại giấu tên giấu địa chỉ như thế có phải không. Vâng chính em đây, người mà các anh thường quen biết, đã nhớ và viết thư cho anh đây. Em cũng như anh và bao thanh niên khác, phải xa nhà, xa quê vì tiếng gọi của Tổ quốc. Là những thanh niên ai mà chẳng khao khát một cuộc sống thanh bình và lãng mạn hả anh. Nhưng đế quốc Mỹ đâu để cho chúng ta được yên đoạn tiếp theo của lá thư nước mắt đông trào ra anh không thể đọc tiếp nữa anh em cũng đã đoán được tác giả của những lá thư trước đây chính là phương chứ không phải quỳnh nào cả đông xin phép chỉ huy cùng anh biêu tá đến nơi yên nghỉ của phương nhá nhem tối hai người mới tới nơi trước mặt đông là ngôi mộ đất còn mới nguyên cỏ chưa kịp mọc người ta đã phải chọn vị trí đặt mộ xa đường cái và nằm dưới một vùng đất trũng xa tầm bom pháo giặc đông không thể nán thêm phút nào nữa anh lau nước mắt rồi khum tay che gió bật lóe lên một đốm lửa nhỏ để đốt sáng những que hương miệng lẩm nhẩm vài câu nói với người đã khuất sau khi cắm vội vài cây hương lên mộ đông phải trở về ngay đơn vị khi tới nơi thì lệnh báo động di chuyển vị trí chiến đấu cũng vừa ban ra. Tất cả sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ mới. Khói bụi mù mịt, đông cùng đồng đội đi tiếp vào Nam, nơi trận tuyến lớn đang chờ đợi họ. Và giữa những thời khắc yên bình giữa hai trận đánh, đông cùng anh em thường đem những lá thư nhà và thư của phương gia đọc, đến thuộc tháng 8 năm 75. Miền Nam hoàn toàn giải phóng được gần 4 tháng mọi người hồ hởi đón chờ lệnh giải ngũ để được trở về với quê hương người thân hòa bình rồi mày tính thế nào hở đông một người bạn bất ngờ hỏi thì về quê cày ruộng chứ còn làm gì nữa đông trả lời giáo hoành hay là mày về quê tao tao gả em gái tao cho anh em đồng đội sớm hôm cày cuốc có nhau bậy nào quảng gắt thôi để thằng đông về với tao Quê tao cách quê nó không bao xa. Tao không có em gái, nhưng tao sẽ hỏi cho nó đứa con gái nào xinh đẹp nhất nông trường. Rồi xin với bố tao, cho nó lái chiếc máy kéo của Liên Xô viện trợ mới toanh cho oai. Chứ trình độ lớp 10 như nó mà đi đằng sau đít châu là phí. Tất cả cười rộ. Bọn tao sợ là có gì ngon thì thằng Đông không đến lượt. Quảng phòng má, trợn mắt, đứng nghiêm như báo cáo, thề thốt tao thề là có vong linh các đồng đội đã mất cái gì ngon là tao phải ưu tiên cho bạn tao là thằng đông trước đã đông không tỏ thái độ phản đối hay đồng tình anh thùng thẳng nói cảm ơn các bạn đã dành lòng tốt đối với mình nhưng vì nhà không còn ai nữa nên mình chưa vội về có lẽ khi đi ngang qua đất vĩnh linh mình tranh thủ thăm mộ phương một chút rồi tìm ra nhà cô ấy để báo cho gia đình cô ấy được biết tất cả đồng tình với ý kiến đó của anh nhưng khi đến nơi có ngôi mộ ngày xưa thì đông không còn thấy bất cứ một dấu tích gì ở đó nữa tất cả đã trở thành một nương sắn bạt ngàn những chiếc lá non mơn mởn trông y như những bàn tay đang xòe rộng Đông đưa trước gió tha thiết vẫy trào loay hoay dò tìm hỏi mãi anh biết vừa rồi người ta đã đưa mộ phương vào nghĩa trang liệt sĩ gần đó cuối cùng anh đành phải tìm đến cơ quan biêu điện nơi phương công tác ngày xưa để hỏi sau khi kiên nhẫn nghe trình bày lý do và nguyện vọng ông giám đốc cơ quan biêu điện liền thở dài một cái và nói khẽ tôi nghĩ là đồng chí đã nhầm nhầm sao được mà nhầm đồng chí nói làm sao ấy chứ đông nổi nóng ý tôi muốn nói là đồng chí đến không đúng vị trí rồi người cán bộ vẫn từ tốn giải thích lần này thì không kìm nổi nữa rồi đông nổi nóng thực sự anh đứng dậy đỏ mặt tròn mắt vỗ bàn đánh dâm một cái chỉ tay vào mặt anh cán bộ mà sừng sộ tôi chừng ấy nằm lăn lộn ở chiến trường nay về tìm hiểu gốc tích của một liệt sĩ người ấy bạn chúng tôi là đồng nghiệp của các đồng chí đáng ra các đồng chí phải nhiệt tình giúp đỡ chứ. Đảng này lại nói khó nói dễ. Thế là thế nào? Người cán bộ vẫn điềm đạm, thùng thẳng giải thích. Xin đồng chí hãy bình tĩnh nghe tôi trình bày. Ý tôi muốn nói là có lẽ đồng chí đã nhầm cô Phương với một ai đó. Chứ cô Vũ Thị Lan Phương nhân viên biêu tá của chúng tôi hồi ấy chưa hề hy sinh. Dạo ấy, cô ấy chỉ bị thương và chuyển ra Bắc điều dưỡng mà thôi sao thế hà đồng chí đông lúng túng tròn mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang hớn hở vội nhào tới nắm lấy tay người cán bộ giật giật liên hồi và nói vậy hả vậy mà tôi cứ ngỡ thành thật xin lỗi đồng chí nhé theo hướng dẫn của ông giám đốc cơ quan biêu điện đông sang phòng tổ chức để lấy địa chỉ cụ thể của phương rồi vội vàng lên xe ra thanh hóa lòng vòng quanh co mãi. Cuối cùng anh cũng đến được xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa và hỏi dò ra nhà của Phương. Người nhà cho anh biết, hiện giờ Phương đang công tác ở trung tâm điều dưỡng Sầm Sơn. Thế là Đông lại đi bộ ra đường bắt nhờ xe đi ngay trong đêm. Sáng sau, nghe tin có anh bộ đội tìm mình. Phương linh cảm có điều gì đó khác thường. Tuy nhiên cô vẫn cố giữ nét bình thản và rủ thêm hai người bạn trí cốt cùng đến xem người ấy là ai khi vừa đến cổng nhà tiếp đón đơn vị thì đông bất ngờ từ trong bước ra phương dừng lại sững sờ mắt mở to ngạc nhiên chân chân nhìn anh mãi tới một phút sau phương mới mở miệng lắp bắp được từng từ rất khẽ anh anh đó à anh đông có phải không rồi ngoảnh mặt sang bên mắt ứa ra những giọt lệ nóng hổi Hai cô gái đi kèm chưa hiểu rõ sự thể lắm, nhưng cũng cảm thấy có điều gì hệ trọng sắp xảy ra. Họ cố níu giữ Phương một cách chắc hơn, như sợ cô trực ngã. Nhưng khi đông gọi lên một tiếng Phương, mừng rỡ và tiến lại gần, thì bằng tất cả sức lực vốn có của mình, Phương bứt khỏi sự níu kéo của hai người bạn, quay lưng bỏ chạy ra biển. Bàn chân cô bồi hồi, ngả nghiêng trên sóng cát nhấp nhô cánh tay phải chỉ còn là vạt áo rỗng phấp phới bay mọi người đã rất vất vả khi tìm thấy phương ngồi sau một mỏm đá cuối đền độc cước cô im lìm mắt đăm đắm nhìn ra phía biển khi biết chắc phương đã an toàn mọi người liền bấm nhau về để đông ở lại mãi rồi phương mới khe khẽ kể dạo đó em ra quán hầu để nhận thư và biêu kiện bom đạn đánh nhiều quá nên phả không qua được như hẹn ước phải chờ đến hôm sau mới có một chiếc thuyền chuyển thư báo qua cho chúng em mừng rỡ chạy ra vừa kịp lôi thuyền vào bờ thì máy bay mỹ kéo đến nhận thư báo xong bọn em vội tản ra các ngã đường để hạn chế thương vong nhưng khi em vừa chạy chưa đầy trăm bước chân thì một quả bom trúng ngay thuyền người lái đỏ hy sinh còn em thì bị mảnh bom phạt đứt cánh tay phải ngất đi khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một bệnh viện giã chiến của tỉnh Quảng Bình. Điều trị ở đó chừng nửa tháng thì đơn vị cho em ra Bắc để điều dưỡng tiếp. Mấy tháng sau, vết thương đã đỡ, em bắt đầu tập viết thư bằng tay trái. Lúc ấy các anh đã vào Nam nên không có cách nào liên lạc được. Đồng ôm Lấy Phương mừng khôn xiết. Anh hẹn vài ngày nữa về quê thắp hương cho bố mẹ. Các em báo mình đã trở về an toàn xong rồi lại vào vài tháng sau như đã hẹn Đông lại khoác ba lô vào Thanh Hóa để xin việc làm tại một nông trường gần trung tâm điều dưỡng nơi Phương làm việc. Sau đó, anh ngỏ lời cầu hôn với Phương. Nhưng Phương từ chối nói. Em chỉ còn một cánh tay, làm sao mà có thể bồng bế con được? Em sợ rằng mình không thể đem đến hạnh phúc cho anh như mong ước được. Chẳng hề gì, Đông không hề bỏ cuộc. Anh lại cầu hôn nhiều lần nữa cuối cùng phương nhận thấy sự chân thành của đông nên chấp nhận một thời gian sau khi cưới phương được trên bố trí về làm việc cùng một nông trường với đông hai người được ban lãnh đạo quan tâm phân cho một căn phòng tập thể gọi là căn phòng hạnh phúc từ đó đến nay họ vẫn sống trong căn phòng hạnh phúc đó họ đã có với nhau bốn đứa con trai tất cả đều học giỏi và có việc làm ổn định nhiều người bạn bè đến thăm. Tất cả đều ngạc nhiên trước cuộc sống chật vật của gia đình họ. Ai cũng hỏi. Vì sao hai bác đều là thương binh mà không xin nhà nước cấp cho một ngôi nhà tình nghĩa để có cuộc sống rộng rãi thoải mái hơn một chút? Anh Đông khi xưa và bác Đông khi này rít một hơi thuốc lào dài, làm cái nó điếu lóe lên dạng dỡ, rồi nhả khói, bình thản nói. Ôi dào, chính quyền cũng đã nhiều lần đề xuất, nhưng vợ chồng tôi và các cháu không đồng ý bởi còn có những số phận khó khăn hơn chúng tôi nhiều hiện giờ các cháu con tôi đứa nào cũng đã có việc làm ổn định chúng tôi có nương trẻ của nông trường giao cho thu nhập hàng tháng cũng thêm răm bảy triệu đợi một thời gian nữa chúng tôi sẽ tự túc dựng một ngôi nhà trên mảnh đất này xuất nhà tình nghĩa của hai vợ chồng tôi để dành cho người khác khó khăn hơn và họ cũng nói rõ ước mơ một ước mơ duy nhất của mình là được trở lại thăm mảnh đất Vĩnh Linh giới tuyến năm xưa một lần. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại